Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm clip về hướng dẫn cho các bạn là kiểm tra hàng. Thì mình khi mua xong thì mình sẽ gửi cho bạn một cái mã như thế này. Các bạn thấy này, EK đó 67378139VN. Đây là một cái đơn hàng bị chuyển hàng lại rồi và mình cũng lấy hàng lại rồi. Thì làm sao để chúng ta kiểm tra thì mình sẽ nhắn tin qua cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần lên mạng nha. Thì mình sẽ đợi một xíu. Ok. Sau đó chúng ta sẽ vào mạng, ví dụ vào Google Chrome hay là trên trên ấy có được. Này là mình đã kiểm tra rồi. Ok. Đây. Chúng ta sẽ nhấn cái VN Bot này. Đây nè, các bạn nhấn nha. VN Bot. Bạn nhớ nha, VN Bot. Sau đó chúng ta tìm. Thì nó sẽ hiện ra là VN Bot là định vị bưu gửi. Thì cái này là nó sẽ định vị về tất cả các bưu gửi ở trong nước luôn. Nghĩa sao không phải là một cái chính thức, không phải là một bưu điện duy nhất. Nó là bưu điện của cả nước luôn á. Sau đó nó sẽ hiện ra một cái khung đây nè, mã bưu gửi phần tách nhau bởi dấu đó. Bạn nhấn vô, sau đó các bạn sẽ nhập cái mã này vô này. Cái mã EK nè. Bạn thấy này, EK67 đó. Mình nhấn nha, EK con số 67 37 81539 81539. Các bạn nên lưu ý nha, chúng ta phải nhấn có chữ VN đằng sau nữa. Vì nó là bưu gửi của Việt Nam. Còn khi nào mà nó là bưu gửi của nước ngoài á thì nó lại có mã khác, chúng ta phải nhấn là EK mã số VN. Sau đó chúng ta sẽ nhấn tìm. Đây, các bạn có thấy nó sẽ hiện lên nè, khối lượng 43 gram nè. Chẳng thấy chưa phát được nè. Rồi nó đã về bưu cục là bưu cục Di Linh Lâm Đồng. Nó là chuyển phát lại nha các bạn. Cái này là bị chuyển phát lại nè. Đó, này Đà Lạt Lâm Đồng nè, đó Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh nè, đó. Nó đã đến nhưng mà bạn này không nhận và nó đã chuyển phát lại cho mình. Đúng không? Đây là từ ngày đi nè, đó ngày đi tới ngày đến và cuối cùng là mình đã nhận lại. Bạn có thấy nè, nó sẽ ghi tình trạng như này luôn, chưa phát được nè, hết thời gian lưu trữ. Vậy không? Đó là chưa phát được nè, địa chỉ nhận không đầy đủ hoặc gì đó. Nó sẽ ghi đầy đủ trong này hết. Các bạn có thể dùng cái mã này ra bưu điện đọc lên cho người ta là bạn có thể lấy hàng. Bạn hiểu không? Ok. Nè, hoặc nó sẽ để ở đây. Nè, nó gắn thế nào? Đã đến bưu cục nè, Hồ Chí Minh. Ok. Thì clip này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn về cách lấy hàng thôi. Thì các bạn nào chưa rõ thì cứ gọi điện mình sẽ hướng dẫn thêm nha. Ok, xin chào tất cả các bạn.